tốt dễ sợ các bạn, các bạn nè, nó đang lên bông rồi nè, cái lá nó y như rau mồng tơi, thấy chưa, thơm lắm, nó thơm nhẹ nhẹ dịu dịu nhưng mà không có nhớt bằng rau mồng tơi. Mình chiên bằng lá chuối á, cá mình á ăn nó thơm cái mùi lá chuối nó ngon, nó vàng đều hết chân nè. Bột vỗ mình mông các bạn, xào xuống nó còn sạch lép nè. Hello, Andy xin chào buổi sáng cuối tuần cô chú anh chị và các bạn nha. Andy xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và ấm cúng bên gia đình của mình, là cũng như là nấu những món ăn ngon cho gia đình mình thưởng thức. Hôm nay thì Andy ra vườn hái rau xâm đắc cô chú anh chị các bạn. Rau xâm đắc nó lên rất là nhiều luôn coi nè. Thì cái Sunny chạy ra. Vô anh khách nhé. Mỗi lần ra vườn ấy á, ra vườn là nó chạy lung tung ngoài vườn, nó chạy là mấy con gà á. Như lại nó thích lên cái video như thế nào, mình quay mình đang chụp hình nó chạy lại à. Thì cái rau xâm đắc này cô chú gì các bạn, ăn cái vị nó giống như rau mồng tơi vậy đó, nhưng mà nó ít nhớt hơn. Nó thơm hơn rau mồng tơi. Nó nhiều nước nữa. Cho nên cái rau này ăn rất tốt cho sức khỏe và trị được một số bệnh thông thường nữa cô chú gì các bạn. Thì cái rau xâm đắc này rất là dễ trồng luôn. Mình chỉ cần cắm xuống là nó lên nè cô chú và các bạn. Nó có củ nữa, củ thì mình dùng uống trà, nấu trà uống cũng được. Vào cái thân khô mình phơi khô mình nấu trà uống cũng được. Thì cái này nè, cái bông nó lên quanh năm luôn. Nhảy con dữ lắm cô chú và các bạn. Mình trồng lúc mình trồng 2 năm trước, 2 3 năm trước rồi, mình trồng có một cây à, cái nó lên nó rụng bông nó lên đầy hết trơn á. Hôm nay mình sẽ hái cái rau xâm đắc này vô mình xào tỏi hoặc là mình nấu canh nè. Mình xào tỏi ăn với cá chiên. Để mình quay sơ cho cô chú anh chị các bạn xem nhé. Coi nè, nó tốt dễ sợ các cô chú anh chị các bạn. Nè nó đang lên bông rồi nè. Nó đang lên ngọng, nó lên bông đó. Nó cái ngọng nó y nhìn cái nó hơi tương tự như rau mồng tơi cô chú anh chị các bạn. Rất là tốt luôn, nhiều luôn nè. Coi nó mọc lên đầy nè. Nè, coi nó rụng hộp nó lên rồi nè, quá trời luôn á, thấy chưa? Đầy cái mảnh vườn cho này mình trồng nó lên đầy hết trơn á. Còn cái rau diếp nè, rau diếp Hàn Quốc hay còn gọi là lá mè Hàn Quốc các cô chú anh chị các bạn. Nó coi nó mọc lên. Hôm trước mình cho một số người đến nhà mình xin lấy rồi đó. Hôm nay vẫn còn nè, quá trời luôn á. Bây giờ mình sẽ thu hoạch rau xâm đắc. Ví dụ mình xào tỏi ăn với cá chiên ăn cơm trưa. Nó nhảy gì nó ngồi đó kìa. Cái nào đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Oh my lord. Mình cắt sát gốc luôn cô chú vậy các bạn, cho nó lên cây mới. Cho nó đâm tược. Bây giờ cái tược nè, nó rất là non luôn. Mình ăn cái cọng này luôn á, cái cọng nó mềm còn non. Nên mình ăn cọng luôn. Mình ăn cắt hết như thế này á, đi đợi nó lên bông á. Bây giờ mình không muốn lấy bông, đợi cuối năm mới ra bông, mùa lạnh á. Đi xe xin đi cái đó lì tại gãy bê xanh nhổ. Cái lá nó y như rau mồng tơi, thấy chưa, cái cọng nó non lắm. Thì rau xâm đắc hay còn gọi là xâm mồng tơi, xâm thổ cao ly, đông dương xâm, xâm thảo, giả nhân xâm, nó là thuộc loại rau họ rau mồng tơi. Thì rau xâm đắc chứa nhiều nước và các chất dinh dưỡng như là khoáng chất, vitamin, protein thô. Không chỉ có công dụng chữa trị nhiều bệnh mà loại rau này còn có hương vị mới lạ, thơm nhẹ, gây kích thích người dùng. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe phổ biến của việc sử dụng rau xâm đắc trong những bữa ăn hàng ngày mà Andy đã tìm hiểu trên Google nên đã chia sẻ lại cho các bạn. Thứ nhất là nó loại bỏ nhiễm trùng và bệnh tật. Mình tiêu thụ ăn rau xâm đắc có công dụng hiệu quả trong việc điều trị xơ vữa động mạch nè, ngăn ngừa các tình trạng sức khỏe như đột quỵ, đau tim và hơn thế nữa.
Thứ hai là nó giúp tăng cường sức khỏe của mắt. Rau xăm đắc chứa một lượng lớn vitamin A, vitamin C, không chỉ giúp tăng cường thị lực trong điều kiện ánh sáng kém mà còn cung cấp cho mắt các chất dinh dưỡng cần thiết để ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến mắt như là đục thủy tinh thể nè, thoái hóa điểm vàng nè, giúp duy trì một đôi mắt khỏe mạnh. Thứ ba thì giúp cải thiện các tế bào máu. Hàm lượng protein thô trong rau xăm đắc là một chất bổ sung quan trọng cả về chất lượng và dinh dưỡng, đóng một vai trò rất quan trọng trong tế bào máu của con người. Thứ tư là nó giúp kiểm soát huyết áp. Mình uống nước ép rau xăm đắc thường xuyên có thể ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe như là tăng huyết áp và các vấn đề về tim mạch. Thứ năm là nó giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Rau xăm đắc là một nguồn cung cấp vitamin A và vitamin C dồi dào, có tác dụng sửa chữa và tăng trưởng các tế bào và mô của cơ thể, giúp hạn chế tình trạng khô da, mang lại một làn da khỏe đẹp nếu mình thường xuyên sử dụng hàng ngày. Thứ sáu, nó quản lý lượng đường trong máu. Hàm lượng dinh dưỡng cao của rau xăm đắc có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và chuyển hóa tinh bột thành đường đơn, từ đó cân bằng lượng đường trong máu. Đồng thời, loại rau này cũng hỗ trợ điều chỉnh các cholesterol nhờ hàm lượng chất xơ cao, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh liên quan đến cholesterol xấu trong cơ thể. Nhưng ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các công dụng của nó trên các trang mạng về sức khỏe. Nói chung là rau xăm đắc có rất nhiều tác dụng có lợi ích cho cơ thể các bạn. Cho nên là nếu các bạn nào muốn trồng á, thì liên hệ Andy để mình chia sẻ giống rồi cho các bạn trồng. Các bạn nên có một cái bụi rau xăm đắc ở trong khu vườn của mình các bạn. Nó rất tốt. Thì rau xăm đắc mình chế biến được cũng nhiều món ăn. Thứ nhất là mình làm nước ép mình uống nè. Rồi mình xào tỏi là nấu canh nè. Thì Andy thường làm những cái món ăn như thế hàng ngày. Thì nó giúp cho cái cơ thể mình nó luôn khỏe mạnh các bạn. Xong quá trời nhiều luôn cô chú anh chị bạn. Anh đeo cái kính này với cái khẩu trang vì cái mình bị dị ứng với phấn hoa da là bị ngứa mắt với hắt xì sau mũi á, cho nên phải đeo kính với đeo khẩu trang như thế này các bạn. Quá trời nhiều luôn nè, một mớ nè, nó nhiêu đầy đủ mình ăn được. Mình xào một mớ với mình bỏ tủ lạnh, mình nấu canh để cho mình nấu canh nè. Xong gói cái này, cái này. Quá trời nhiều luôn. Nè cô chú anh chị các bạn, cái bông nó nè. Cái bông nó lên màu tím như thế này rất là đẹp luôn. Nhí 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 luôn á. Nó rụng hộp rất là nhiều luôn á, nó lên đầy luôn á. Giờ nó già nè, này mình phải cắt bỏ nè. Nó lên cây là nó già. Cho nên mình cắt bỏ đi. Này già ăn không được. Mình để phơi khô mình lấy trà mình uống. Cái bông nó màu tím nè. Để phơi cho nó khô mình để mình nấu trà uống. Một vỏ luôn nè. Có ra ngọng giống như rau mồng tơi vậy đó. Thơm lắm, nó thơm nhẹ nhẹ dịu dịu. Nhưng mà không có nhớt bằng rau mồng tơi. Đó, một rổ rau xàm đắc, ngon dễ sợ không? Non mần mởn luôn cô chú anh chị các bạn. Nó non mởn luôn nè. Cái lá nó giống như rau mồng tơi đó nhưng mà nó mỏng hơn rau mồng tơi. Cái cọng nó cũng giống rau mồng tơi luôn. Nè cái cọng đó nè. Non lắm. Xong nhiều đây là ăn được mấy ngày luôn á. Xào tỏi một mớ để dành nấu canh ăn. Cái cọng nó rất là non luôn cô chú vậy các bạn. Mình cứ nhắc hai thế này thôi. Cọng của lu à. À. 80% là giống cây mồng tơi. Giờ mình chiên cá bạn. Cá mình mua
ở chợ Costco là cái điều hồng, mua 1,4 con á, 14 đồng mấy á, rẻ dễ sợ luôn á, con bự bự không à. Các bạn, đây là cái mình mới học ở trên TikTok các bạn. Họ chiên cá, cái họ để lót cái lá chuối như thế này nè, chiên con cá nó vàng nó thơm mà nó không có bị dính chảo nữa. Nên mình bây giờ mình đã chiên thử một lần thành công, nên bây giờ mình chia sẻ cho các bạn xem. Wow. Cá vàng rất là ngon luôn nè cô chú vậy các bạn. Này các bạn thấy không? Mình chiên bằng lá chuối á. Mặc dù cái chảo nó cũng chống dính, không có dính các bạn, nhưng mà mình chiên bằng lá chuối á, con cá mình á ăn nó thơm hơn mùi lá chuối, nó ngon. Nó vàng đều hết trơn nè. Cá rất là ngon luôn. Chín rồi đó. Cá ngon quá luôn à. Rất là vàng thơm luôn. Vàng ươm các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xào rau. Mình xài bằng dầu ô liu các bạn. Mà khi mình dùng dầu ô liu để mình xào, mình làm các món xào nó thơm nó ngon hơn. Tỏi. Mình hay xài cái hũ tỏi xay nè các bạn, mình mua sẵn một hũ như nè. Xài rất là lâu luôn. Cái chảo hơi nhỏ. Đậy nắp lại cho nó dịu xuống tí. Nhiều quá. Một giỗ mình mong các bạn, xào xuống nó còn sạch lép nè. Xong, cho tiêu vào. Cho tiêu vào là xong, vô nó cay. Xong, tắt bếp. Là cái bếp ga của mình bạn. Mình đổi, mình không xài bếp củi nữa, bởi vì mình lụm củi, không đủ chụm. Với lại mình... củi xài á, mỗi khi mình nấu xong mình chùi ba cái lọ dơ đó, nên giờ mình đổi cái bếp ga mình xài. Mua cái bếp ga này có 49 đồng các bạn, hai bếp luôn nè. Xong cái nước này nó ra nè, mình giữ lại luôn, cái nước rất là ngon luôn, nó ngọt nữa. Xong các bạn, giờ chuẩn bị ăn cơm thôi. Nè, vừa nước mình làm canh luôn. Mình không có đổ nước các bạn ha, vì cái rau sầm đất này nó có nước, mình xào nó ra nước rất là nhiều luôn đó. Cá chiên xong nè, cái lá dùng gụm luôn nè cô chú vậy các bạn. Chóc lóc à.
thơm mùi lá chuối nên rất là ngon luôn. Sẵn mình chiên cá ngoài này nè, sẵn mình kho cái nồi thịt luôn, mình kho cái nồi thịt kho xương nè. Thịt cá mình kho mình ít có khi mình sử dụng nước màu lắm cô chú anh chị các bạn. Mình sử dụng cái tương ớt thôi với lại tương Hàn Quốc đó, tương đỏ đó, nên nó lên cái màu đỏ này rất là đẹp luôn nè, không cần mình sử dụng nước màu đâu. Khỏi thắng nước màu cho nó cực đó. Mình cứ nước mình cho một tí tương ớt với lại một tí cái tương Hàn Quốc, tương đỏ đó, tương ớt đỏ đó. Mình cho đây mình kho nó lên màu rất là đẹp luôn. Kho thịt thì mình cũng nay mình không có nước dừa cho nên mình dùng cái lon nước ngọt nè, chán cái này, lon nước ngọt mình kho hoặc là dùng coca, thịt rất là ngon luôn, giống như nước dừa đó. Giờ mình chùm riêu 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 cho thịt nó mềm là xong rồi. Mình kho cái này chiều mình ăn cơm nè. Xong bây giờ mình ăn cơm trưa ha. Cơm trưa của mình đây nè, giờ mình có nước mắm gừng nữa các bạn, mình pha cây nha, một chai nước mắm gừng này để dành nè, như là mình nước mắm chua ngọt mình cũng để dành hai chai, nhưng mình thích ăn nước mắm gừng hơn. Chế đây được chưa, cái rào rất là ngon luôn nè. Cá nè, đó, cá chiên vàng giòn rất là ngon luôn, thấy chưa. Này xin mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm trưa nha. Rau xâm đắc xào tỏi ăn với cá chiên nâu nò để ra nhiều cái nước chợp ghê. Cá chiên giòn thơm ngon vậy hả? Ăn thơm cái mùi lá chuối rất là ngon luôn. Thay vì mình chiên chảo không dính bình thường các bạn, nhưng mình cũng sử dụng cái chảo chống dính luôn. Nhưng mình lót cái lá chuối á, mình chiên con cá nó không có bị bể thịt đúng không bạn, nó chóc lóc nó dính nó vàng, cá ngon rất là ngon luôn, vàng đều luôn. Đặc biệt là khi mình ăn nó có cái mùi thơm của lá chuối nên rất là ngon. Nếu các bạn nào mà thích ăn cá chiên á, cứ thử chiên lót cái lá chuối như anh đi như thế này các cô chú và các bạn, ăn cái vị này, cá nó khác liền á, nó thơm mùi lá chuối rất là ngon luôn. Còn cái rau xâm đắc nè, rất là dễ trồng luôn á, mình cứ trồng một lần là mình ăn hoài luôn, ăn quanh năm suốt tháng, ăn truyền miên luôn á. Nó cứ lên thì nó mọc, nó nhảy con, rồi nó rụng tới mùa nó già, cái nó rụng bông rụng hạt xuống nó lên đầy hết trơn á. Ăn nó giòn rất là ngon luôn, nó hơi nhớt một tí thôi chứ không có nhớt nhợt như mà rau mồng tơi, nhưng mà ăn rất là thơm ngon luôn, ngon hơn rau muống luôn cô chú chị các bạn. Rau này ở ngoài chợ không có bán đâu, ít có ai trồng lắm. Này chắc mình trồng nhiều mình bán thử ta. Nếu cô chú anh chị các bạn nào mà ở gần khu Houston Sugarland rồi nè, nếu các bạn cô chú anh chị nào các bạn mà thích trồng rau xâm đắc này á, cứ nhắn tin cho em đi, đến nhà lấy nhổ về trồng rất là nhiều luôn. Cái này ngoan dễ sợ, chiều nằm ở đây là nằm đêm đôi luôn.
rau này ăn rất là ngon. Nó giòn mà nó thơm luôn. Cũng sợ cái nước nó ra. Cái nước nó ngọt nó thơm lắm. Cho nên á, cái rau này là mình phơi khô quá, mình ăn hết mình phơi khô quá, cái mình nấu trà uống rất là ngon luôn. Cá chiên mình thích ăn mấy cái vây nè, cái đuôi vây, đuôi vây ra mình rồi đó, rất là giòn. Còn gồm không? Bây giờ anh Đi xin tạm dừng video tại đây, cô chú anh chị và các bạn nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm cũng như theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube của anh Đi trong suốt thời gian qua. Thì với cái video này, hy vọng rằng các cô chú anh chị các bạn sẽ thích và có ý định trồng. Nếu cô chú anh chị nào mà có ý định trồng rau xâm đắc á, thì liên hệ với anh Đi để anh Đi cho giống để mà về trồng. Cái rau xâm đắc này không chỉ mình ăn ngon nè, mà còn rất tốt cho sức khỏe và có thể điều trị được một số bệnh mà thông thường nữa. Rồi giờ anh Đi xin chào tạm biệt cô chú anh chị các bạn nhé. Bye bye.